Xin chào mọi người và xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Ngân Chú Ban, và đây là các bài đọc cho ngày thứ ba sau tuần 12, thứ ba trong tuần 12 quanh năm. Bài Trích sách các vua, quyển thứ hai. Thời đó, Sanherib, vua Assur lại sai sứ giả đến với vua Hizkija và vua bảo họ: các ngươi sẽ nói với Khít-khi-gia vua Juda thế này: đừng để Thiên Chúa của ông là đấng ông tin tưởng lừa dối ông rằng Jerusalem sẽ không bị nộp vào tay vua Assur. Này, ông thử biết các vua Assur đã xử thế nào với tất cả các nước. Các vị ấy đã tru hiến chúng, còn ông thoát sao được? Vua Khít-khi-gia cầm lấy thư chính tay các sứ giả trao cho mà đọc, rồi lên nhà Đức Chúa, mở thư ra trước nhan Đức Chúa. Vua cầu nguyện trước nhan Đức Chúa rằng: lạy Đức Chúa Thiên Chúa Israel, đấng ngự trên các cherubim, chính Ngài và chỉ mình Ngài mới là Thiên Chúa thống trị mọi vương quốc trần gian. Chính Ngài đã làm nên trời đất. Lạy Đức Chúa xin lắng tai nghe, lạy Đức Chúa xin đưa mắt nhìn, xin nghe rõ những lời Sanherib là kẻ đã sai người đến thỏa mạ Thiên Chúa hằng sống. Quả thật, lạy Đức Chúa, các vua Assur đã tàn phá các dân và xứ sở của họ, quăng các tượng thần vào họ của họ vào lửa, vì chúng không phải là thần mà chỉ là các tác phẩm bằng gỗ đá do tay người phàm ra, cho nên các vua ấy đã phá hủy được. Nhưng giờ đây, lạy Đức Chúa Thiên Chúa chúng con, xin đoái thương cứu chúng con khỏi tay vua ấy, để mọi vương quốc trần gian nhận biết rằng chính Ngài và chỉ một mình Ngài mới là Thiên Chúa. Lạy Đức Chúa, ông Isaiah con ông Amốc sai người đến tâu vua Khít-khi-gia rằng: Đức Chúa Thiên Chúa Israel phán thế này: ta đã nghe lời cầu nguyện về vụ Sanherib vua Assur, đây là Đức Chúa kết tội nó. Trinh nữ cô gái Sion khinh dễ nhạo báng ngươi, sau lưng ngươi cô gái Jerusalem lắc đầu, vì từ Jerusalem sẽ nảy sinh số còn sót lại, và từ núi Sion sẽ xuất hiện những người thoát chết. Vì yêu thương cuồng nhiệt, Đức Chúa sẽ thực hiện điều đó. Về vua Assur, Đức Chúa phán như sau: nó sẽ không vào được thành này, không bắn được mũi tên tới đó, không núp sâu thuẫn mà sông lên, cũng chẳng đắp ụ để công phá. Nó sẽ phải quay về theo chính con đường nó đã đến, chứ thành này thì nó không vào được. Sống ngôn của Đức Chúa: vì ta và vì David tôi tớ của ta, chúng ta sẽ che chở và
cứu và sẽ cứu thành này. Chính đêm ấy, thiên sứ của Đức Chúa đã đánh chết 185.000 người trong trại quân Assur. Vua Assur là Sanherib nhổ trại và lên đường. Ông rút về Ninive và ở lại đó. Đó là lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: của thánh đừng quăng cho trò, ngọc trai chớ liệm cho heo, kẻo chúng dời đặt dưới chân rồi còn quay lại cắn xé anh em. Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Mô-xê và lời các ngôn sứ là thế đó. Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chặt thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Đó là lời Chúa. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Để ủng hộ mình, xin đăng ký kênh, bình luận, chia sẻ và thích. Xin cảm ơn.